Là dù xi nhan đầy đủ phải không? Gạt tạ, gạt nước đầy đủ. Còn là còn cái gì nhỉ? Máy lạnh là còn cái gì? Ý là xả ga. Tâm. Đấy, gạt nước đang đầy đủ hết các bác. Rồi, nổ ngay. Một cái một nổ ngay các bác nhá. Vâng, và để bắt đầu vào chương trình thì Lê Tuấn hôm nay tiếp tục sáng mùng 9 vạn sự như ý, do coi như là Bầu Đức chuyển nhượng cho Văn Quyết và Công Vinh, đưa em Ishiki 985 về 37 Nghệ An đầu quân cho đội bóng đá Sông Lam Nghệ An. Và lúc này thì theo như lời hứa của Lê Tuấn thì Lê Tuấn đã tắm rửa xong và hôm nay tiếp nổ và đưa về trên xe. Em mời cả nhà cùng tất cả các bác máy cày trên mọi miền tổ quốc ưa thích kênh của Lê Tuấn, nhớ cho Lê Tuấn một like và đăng ký bất chợt những video nào mới nhất để đến với các bác trong những năm mới tiếp theo. Và bây giờ cho em được phép review và gia xe ra để lên công tơ nơ, lên xe nhá, để về vượt 1.300 cây số về Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Xe rất êm, cực kỳ đẹp. Rồi, và xe đang từ từ xe ra ngoài để chuẩn bị gara Trần Tâm có những chiêu bài, có những cái chiêu rất gì là độc đáo để đưa lên công. Thì Lê Tuấn định đính lên vào cái công ty để nhờ công, nhưng mà Trần Tâm bảo thôi chú cứ để đây để quân lo, thế là ok. Mọi sự như ý tốt đẹp. Bây giờ mới là 7:30 sáng ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Đây, và đây là tiếp tục cho lên đây các bác nhá. Đấy. Đây, cho lên đây. Đấy. Đấy, và chạy vào đây. Đấy. Đấy, dê vào. Đấy. Đấy các bác nhá. Rồi, bắt đầu dê vào đây này. Dê vào cái xe này. Trước khi dê vào thì các bác nhìn thấy chưa? Đó, dê vào đây. Rồi sau như thế nào thì các bác sẽ thấy nha. Rồi. Dỡ đầu bên lên nhá. Đây, bên cày này. Cho lên tí nữa. Nhiều có kẹt gì vậy? Kẹt. Từ, cho xuống, hạ xuống. Rồi. Đây, lên. Không lên được. Bậy cuộc lại rồi. Có rồi, thôi. Không, vương, mơ. Khỏi, cái để vậy lên. Rồi, mới ra lên. Rồi. Có kiếm cày nào không? Được rồi, bắt đầu rồi. Rồi, vô bên này các bác nha. Đấy. Tất cả anh em hỗ trợ và xe tải đã đến. Xe tải đến lúc 2 giờ. Hôm qua Lê Tuấn đưa cái định vị và xe tải đến 2 giờ. Và xe tải đang nằm đây. Đấy, vận tải thành y. Và lúc này chiếc em Ishiki lúc này đã lên chiếc này. Và tí nữa chương trình như thế nào các mời các bác cùng xem. Rất là độc đáo. Chiếc xe gọi là Ishiki 985 nha, là có một đại gia xuất xứ ở mua ở coi như là cái loại xe lớn nhất của Long An, và chủ xe ở Tây Ninh, Tân Biên Tây Ninh, có giấy tờ đầy đủ các bác nha. Xe đầy đủ giấy tờ. Và lúc này thì đại gia Tây Ninh, Tân Biên Tây Ninh chuyển nhượng lại cho Phú Giáo Bình Dương. Và trong một thời gian bị làm phát thì chiếc xe này đang nguyên y không làm, để nằm tại chỗ, và mới thay một hàm răng vàng hết gần 10 triệu bạc. Và đến bây giờ thì điện cho Lê Tuấn nha. Điện chỉ cần một cuộc điện thoại Lê Tuấn trong vòng 2 tuần. Rất nhiều đại gia từ Hoàng Anh Gia Lai này, Cung Tum, rồi tất cả những ông bầu ở các tỉnh Bình Thuận, Vũng Tàu. Nhưng cuối cùng thì chiếc xe này được về coi như là 37 Nghệ An các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, xe vào luôn. Đấy,
rất tuyệt vời, rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết. Đấy. Bởi vì những chiếc xe mà hai cầu thì các bác biết rồi, bất cứ mọi trường hợp nào, địa hình cản trở bao nhiêu cũng phải vượt qua. Đó là những chiếc Isuzu hai cầu hoặc Ford hai cầu và dòng xe nào hai cầu cũng vậy. Rất mạnh mẽ các bác nhé. Để cần chỉnh đốn lại một tí rồi bắt đầu vào luôn. Vướng, vướng, vướng. Cho thám bên này tí chưa rồi. À được không, được, được, được. Được rồi, vô luôn. Vô, ok. Lên. Nào, sức mạnh đâu. Rồi, khép hai cầu kiếng lại. Lúc này không cần đến kiếng nữa. Đấy, và chỉ trong lúc vận hành lên thì tất cả anh em hỗ trợ của gara Trần Tâm, những bác sĩ, y sĩ đều có bằng tiến sĩ hết. Đấy, để đưa lên các bác nhá. Đây. Đấy. Rồi các bác hãy xem xét từ từ, bình tĩnh, những giây phút rất chỉ là giao thoa, giây phút rất căng thẳng, đúng không ạ? Những tay lái lụa thì bắt đầu mới dám thực hiện những thao tác này các bác nhá. Đấy, vào đầu xe đang từ từ đi vào. Rất tuyệt vời. Đấy, bắt đầu lên luôn. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, chèn bánh thôi, chèn bánh, chèn bánh. Chú kia đây. Chèn bánh, chèn, chèn, chèn. Lấy cục gạch chèn bánh luôn. Chèn bánh, chèn bánh, chèn bánh. Chèn bánh không có là chạy lên cái là nó tụt. Chèn bánh trong rồi. Chèn bánh trong nữa, chèn bánh trong. Rồi nhá, đây là mới bắt đầu màn 1, cảnh 1. Qua xe này, rồi từ trung gian quá cảnh từ xe này, máy cày qua bên xe tải. Đấy. Hôm nay thì chủ nhân vẫn ở ngoài, chưa biết là đệ tử của mình lên xe như thế nào. Và trong cái tâm trạng này thì chủ mua, đúng không ạ, ở Bắc, đúng không ạ? Và chủ xe ở trong miền Nam, Lê Tuấn ở trong miền Nam. Thì mình đại diện cho 37 Nghệ An, chiếc xe này của chủ xe là cưa như xe của Lê Tuấn. Đã, Lê Tuấn có nhiệm vụ và đây là có những tài xế Nam Bắc đã là quen, rất quen với Lê Tuấn đó, một vài ba lần và rất nhiều xe Nam Bắc đấy. Còn các bác đừng có lo nha, giữa chủ xe là ăn giá với các bác chứ Lê Tuấn là chỉ kêu đấy, đã, kêu này, tiền điện thoại này, rồi chỉ điểm này, là giúp các bác đã, trên mọi miền tổ quốc, tức là về vấn đề xe cộ. Còn giá cả là giữa tài xế và chủ của xe Nam Bắc nói chuyện với các bác. Chứ Lê Tuấn nằm trong cái phạm vi đó, Lê Tuấn không có một không được phép tham gia vào giá cả. Đó là cái luật của Lê Tuấn nha. Còn được anh em tin tưởng trong kênh, Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn đến các bác rất nhiều. Đấy. Đấy. Tức là bây giờ mới là quá cảnh lần một. Rồi tí nữa xe này chạy lên, chạy ra đây và cái xe kia đút đít vào là ok. Đó là một đoạn phim phải nói cực kỳ là gọi là rất gì là đẹp và rất gì là nó có một cái logic rất gì là hay các bác nhá. Rất tuyệt vời. Đó là màn thao tác. Tâm ơi, phải cột dây vào chú ơi, cột dây cho anh em, cột dây. Đúng rồi, phải cột dây các bác nhá. Cột dây qua lên một phát là đây nè. Các bác tí nữa sẽ nhìn này, một tốc độ kinh khủng chưa. Nhưng tí nữa chiếc xe máy cày 4.000 này sẽ cài cầu và một cái một là lên luôn. Đấy. Rất đơn giản. Trước khi mà giật lên thì sợ nó tuông, thì anh em bên hỗ trợ là coi như là kỹ thuật là phải cột lại, không cho chạy xuống. Nếu chạy xuống chỉ cần một sai lầm thôi là nó tuông xuống là coi như là tan nát hết đời hoa. Tức là đời hoa bầm dập hết lại, coi như là không xài nữa. Đấy. Đấy. Nhiều tiền quá. Cái này không phải của Lê Tuấn. Lê Tuấn đã đưa tiền hôm qua rồi.
Và trong lúc chờ đợi thì em cũng nói thiệt với cả nhà, đây đây này, giấy bán xe máy cày đấy, hôm nay thứ hai đúng không ạ, đây này. Đây các bác nha, đây này, giấy bán xe máy cày, bán cho Lê Tuấn luôn nha, đây này, Lê Đăng Tuấn này. Cô bán cho ông Lê Đăng Tuấn, tức là Lê Tuấn đứng ra mua chiếc xe này cho anh em, bất cứ anh em nào trong kênh mà theo dõi được cái này nha. Đây này, giấy bán xe máy cày có địa chỉ là bán cho mình, rồi bắt đầu mình có nhiệm vụ ship ra ngoài, coi như là xe của Lê Tuấn cũng như xe của anh em đấy. Đấy, những cái này là những cái công mà như này là anh em không phải bỏ tiền nhé. À, cái này là Lê Tuấn giúp đỡ hết đấy, rất nhiệt tình cho anh em đấy. Rất nhiệt tình cho anh em, là không bao giờ để cho anh em từ từ nhá, rất từ từ. Bắt đầu các bác rất nguy hiểm rồi, đã cài cầu các bác nhé, đã cài cầu với lên. Chắc không lên nổi. Đéo lên nổi mà. Bây giờ lấy một cái xe kia ủi lên nữa. Anh Vũ. Rất căng thẳng các bác nhé. Đâu phải dễ. Tưởng lên được nhưng mà cuối cùng lại không lên được. Bây giờ có một cái xe ủi, xe gì mà ủi đem quét là lên luôn. Không phải, nó quá gắt. Đúng rồi, nó đất nó miếng là nó bò lên được. Sới một tí đất thôi, có cái sạn kia. Sới tí là bám lên liền. Cháu ơi, cháu lấy cái sạn này kia. Bởi vì nó quá gấp. À, đầu xe thì đẩy lên là lên luôn đó. Rồi. Cái sạc. Chào đó. Vâng, và tiếp tục để đẩy phụ nhé, bác nhá. Đẩy phụ với lên được bởi vì quá sâu. Vâng, và tiếp tục để lên. Quá đẹp rồi, quá đẹp luôn, tuyệt vời. Chúc tất cả các bác mấy ngày vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn. Vâng, và lúc này đây các bác này, rất vất vả cho Lê Tuấn nãy giờ và cho anh em bên công tác viên. Hôm nay là các bác biết không, đây này, xuống một cái chỗ này nhá. Đây nè, các bác thấy chưa? Đó, nó sâu cái này thì mới đưa lên được các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, và cuối cùng thì cuộc hành trình tức là quá giang xe, quá cảnh qua xe này và đi qua xe tải, đó là một bước thành công. Bởi vì đúng ra Lê Tuấn đưa về trên chân thành thì có công của coi như là của nhà máy Cố Lạc các bác nha, nhưng ở đây thì lại ở Phú Giáo Bình Dương, cho nên Lê Tuấn chủ xe bảo thôi để đưa đây cho dễ. Đấy, thì Lê Tuấn vẫn tiếp tục và rất ngon lành, đẹp đẽ, không ảnh hưởng bất cứ một cái gì đó. Và đến bây giờ sự đắp đền là bây giờ là thành công rực rỡ rồi. Bây giờ chỉ đưa lại xe tải là xong. Rồi, bây giờ xe tải, yêu cầu xe tải. Đây. Đấy.
Đây các bác. Rồi, ok, đẹp chưa? Rất tuyệt vời. Dơn tải đậu sao? Rồi. Bây giờ mình bây giờ đánh xe kia đi. Mình xe. Cho xe tải đậu về đây nè. Cho xe. Xe tải đậu tới đây rồi mình xe làm sao mình đưa vào đi mà. Đừng cho người ta cản đường. Chứ cần ạ. Để nó chạy tới ngã ba nó quay đầu lại đi. Ngã ba này. Đúng rồi rồi. Woo. Chạy tới ngã ba quay đầu lại đi. Người tải nó xe. Giơ tay ngồi đi mình sạc nó sạc luôn xe luôn nó nhất. Cái này đâu nó bán.